Trong một trận đấu giao hữu tại giải Carom Ba Băng Cao Thủ Thế Giới, vào ngày 23 tháng 9, cơ thủ Trần Quyết Chiến đã đối đầu với Dick Jasper, một trong những cơ thủ hàng đầu thế giới. Trận đấu diễn ra tại Thượng Hải, Trung Quốc và được phát sóng trực tuyến trên nền tảng streaming Hàn Quốc Africa TV. Trong lúc hàng trăm người Việt Nam đang theo dõi trận đấu, đã xảy ra một sự cố đáng chú ý. Logo của Hiệp hội Bia và Carom Trung Quốc, CBSA, trên màn hình hiển thị một bản đồ Trung Quốc có đường lưỡi bò, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc Việt Nam. Khi phát hiện logo CBSA hiển thị đúng bản đồ Trung Quốc và cả hai quần đảo của Việt Nam, huấn luyện viên Nguyễn Việt Hòa đã liên lạc với Trần Quyết Chiến và sau đó quyết định rút lui khỏi giải đấu ngay trong buổi tối cùng ngày. CBSA được thành lập vào năm 1986 và có logo truyền thống với hình bản đồ Trung Quốc màu đỏ. Tuy nhiên, trong một giải đấu năm 2021, logo của họ không bao gồm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Nhưng logo hiện tại trên trang web chính thức của CBSA đã thay đổi, bao gồm cả hai quần đảo này của Việt Nam. Logo này cũng xuất hiện trong video trực tiếp trên Africa TV, nhưng sau đó, nền tảng truyền thông của Hàn Quốc đã xóa video liên quan đến sự cố này. Sự việc này đã nhanh chóng gây ra sự chú ý và tranh cãi trong cộng đồng mạng. CBSA trước đây tập trung vào các thể loại billiard có lỗ, nhưng gần đây họ đã mở rộng hoạt động của mình đến billiard không có lỗ, Carom. Họ tổ chức sự kiện tại Thượng Hải từ ngày 21 tháng 9 đến 26 tháng 9 để quảng bá billiard Carom sau khi gia nhập Liên đoàn billiard Carom châu Á, UMB. Chủ tịch Liên đoàn Bia Carom Thế Giới, UMB, Farouk Baki cũng tham gia sự kiện này.